nằm kín đáo nép mình sau những cánh đồng lúa vàng rộm, chuẩn bị cho một vụ mùa bội thu. Làng Vân Tường với những kiến trúc tâm linh cổ kính trầm mặc, chứng nhân cho bao dấu ấn lịch sử văn hóa mà người dân Vân Tường đã tạo dựng cho thế hệ hôm nay và mai sau được chiêm bái. Với bàn tay tảo tần của bao thế hệ, qua hàng trăm năm chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, giặc giã hoành hành, làng Vân Tường trở nên hưng thịnh và phát triển. Vân Tường là một trong 6 thôn của xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, hướng đông của làng giáp với làng Long Quang thuộc cùng xã. Ở về hướng tây nam và hướng bắc của làng có dòng sông Vĩnh Định xanh trong thơ mộng như giải lụa ôm ấp tưới tắm cho ruộng đồng, là lá phổi điều hòa không khí làm dịu đi cái oi ả kèm theo sự bỏng rát của ngọn gió Lào trong mùa nam nắng. Các cổ sử của các triều đại phong kiến và các tài liệu sau này cho chúng ta được biết Vân Tường là một trong những làng được thành lập khá sớm tại Quảng Trị. Qua những biến cố của lịch sử, làng đã có sự thay đổi hương hiệu, tách nhập vào đơn vị hành chính khác nhau. Từ khi mới lập làng, tên là làng Vân Đoá thuộc tổng ấn cư huyện Đăng Xương. Làng có 6 họ chính, có 296 hộ và 1.300 dân khẩu. Dân cư hình thành trong 7 xóm, đó là xóm Mô, xóm Dài, xóm Dựa, xóm Cầu, xóm Trăm, xóm Đồng và xóm Trinh Thái. Từ thuở mới khai cơ lập nghiệp, đã trải qua 22 đời, gắn bó mưu sinh bên dòng sông Vĩnh Định hiền hòa. Làng có đình, chùa, miếu, mào, làm nơi sinh hoạt cộng đồng làng quê và hoạt động tín ngưỡng dân tâm linh. Chính ở nơi cánh đồng rộng lớn, lúa chín vàng rộm trĩu hạt này, tương truyền là một ngôi chợ đình sầm uất, đông đúc kẻ bán, người mua. Phía trước mặt ngôi đình làng đang tọa lạc hiện nay là một bến sông tấp nập thuyền ghe theo dòng sông Đào Vĩnh Định đưa các mặt hàng đi muôn nơi. Cũng theo lời của các vị cao niên trong làng thì sau này tuy chợ không còn nhưng người dân Vân Tường đã tu bổ để xây dựng đình làng rất độ uy nghi thuộc dạng lớn trong vùng. Tuy nhiên qua các cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đạn bom đã nhiều lần tàn phá nên dấu tích xưa cũng không còn là mấy. Ngôi đình ngày nay vẫn nằm trên vị trí đỉnh xưa, không gác cao, dãy dài nhưng vẫn thoát lên vẻ bề thế, trang nghiêm, mang đậm hồn cốt của văn hóa làng quê Việt, thể hiện sự trọng vọng, cung kính tiền nhân của hậu thế. Nằm cách đó không xa là vùng Giàng. Theo như lời kể của các bậc trưởng thượng trong làng, thì đây là vùng đất linh thiêng của người Chăm cổ. Sau khi họ rút vào phía Nam, thì người dân Đại Việt đến tiếp nhận. Đến thời các bậc tiền nhân khai khẩn ra làng Vân Tường, đã tiếp tục khai hoang, trồng trọt và chọn nơi cao nhất của vùng Càng này để xây dựng miếu thần hoàng, miếu thờ thần nông. Cũng theo lời kể, vào những năm lụt lội to, trong vùng đều bị ngập, vùng Giàng này tuy địa hình thấp nhưng nước không bao giờ lên tới. Qua hàng trăm năm hình thành và phát triển trong lịch sử dân tộc đầy biến động, nhưng người dân Vân Tường từ xưa cho đến nay luôn có một truyền thống cố kết cộng đồng từ bao đời nay. Có được cái kết quả như hôm nay là nhờ trải qua các thế hệ con dân trong làng đã đồng cam cùng khổ, chung sức chung lòng khai phá đất đai, đào mương dẫn nước, tạo lập vườn tược, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích cho con cháu học tập lao động để xây dựng xóm làng tốt đẹp, xây dựng một nếp sống văn hóa làng quê khang trang tốt đẹp hơn. Về Vân Tường, ta không chỉ được thấy những danh lam thắng cảnh mà còn được biết những địa danh vàng chói lọi của lịch sử cách mạng. Nằm về hướng tây của làng, bên cạnh dòng Vĩnh Định uốn lượn này, có một vùng rừng cây rậm rạp khoảng 40 hecta. Hiện một phần diện tích là khu rừng nguyên sinh được người dân trong làng chung tay gìn giữ. Trong hai cuộc kháng chiến, nơi đây gắn liền với công cuộc giữ nước
của các cán bộ, nhân dân Vân Tường. Thôn Vân Tường là một trong 6 thôn của xã Trò Trẹt, một cái xã có truyền thống cách mạng rất sớm từ những năm 30-31. Mặc dù Vân Tường không phải là được sớm như vậy nhưng cũng ảnh hưởng được phong trào chung. Cho nên là phong trào cũng khá sớm. Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp có nhiều con em là tham gia đi kháng chiến. Và ngay tại địa bàn những cái thập niên năm 40 của cái thế kỷ trước ấy, đã hình thành, mặc dù không hình thành được chi bộ thì nhưng tổ đảng đã có và đã đi vào hoạt động và duy trì cho mãi đến sau này, luôn luôn được duy trì phong trào. Cái giai đoạn nào cũng có người tham gia cách mạng, có hy sinh của cách mạng, mà giai đoạn nào cũng có là người nuôi dưỡng và che dưỡng cán bộ ở đây. Đặc biệt trong những năm mà phong trào cách mạng khó khăn nhất ở cái vùng đồng bằng này là những năm 69-72, thì nhưng Triều Trẹt vẫn luôn luôn giữ được cái phong trào, cũng có người tham gia cách mạng, tham gia cán bộ chủ chốt của xã, rồi cũng có người để nuôi dấu che làm hâm để là nuôi cán bộ. Trong việc khuyến học, khuyến tài, từ xưa cho đến nay, các dòng họ đã đóng vai trò rất quan trọng, góp phần tạo dựng thế hệ tương lai cho nước nhà cũng như cho quê hương. Các dòng họ của Vân Tường luôn lấy việc khuyến học và giáo dục nhân cách là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tâm huyết qua nhiều thế hệ. Họ Lê Công của làng Vân Tường là một trong các họ tộc đã thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài đối với con cháu trong các gia đình dòng họ. Chính sự quan tâm, sâu sát, sự động viên kịp thời của dòng họ đã tạo động lực rất lớn cho con cháu vượt khó, vươn lên học tập, làm người có ích cho xã hội, rạng danh cho gia đình và họ tộc. Vốn hiếu học của con em nên các bậc phụ huynh phải lo chăm sóc cho con em. Thì riêng họ Lê Công của chúng tôi đến nay 2009, cách đến đây là 10 năm là họ duy trì cái phong trào bằng cách tổ chức là quyên góp bà con, rồi là các thành phần đi làm ăn nơi xa có tiền gửi về để là tổ chức làm cái quỹ khuyến học, và hàng năm đến ngày Tết là có các em đỗ đạt vào đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc là học sinh giỏi cấp 3, cấp 2, cấp 1 đều là có phần thưởng. Em nào cũng là vui vẻ, mặc dù tiền ít nhưng mà em nào cũng thấy phấn khởi và cũng nối đuôi nhau và quyết tâm học hành. Về Vân Tường hôm nay, ta sẽ bắt gặp màu xanh cây cỏ đang khoe mình tươi sắc thắm trong vườn nhà, hòa quyện của màu vàng tươi, những cánh đồng lúa chín rộm. Được biết, 90 hectare lúa của thôn hàng năm cho năng suất cao nhất ở xã Triệu Trạch. Thôn đã thực hiện khá hoàn chỉnh đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kinh mương dẫn nước tưới tiêu. Việc thực hiện thành công dồn điền đổi thửa là một bước đi quyết định cho việc đưa hiện đại hóa vào nông nghiệp nông thôn. Ngoài thế mạnh về phát triển trồng lúa, người dân Vân Tường còn chú trọng trồng thêm các loại hoa màu. Những loại hoa màu như đậu xanh, ớt luôn được những bàn tay tảo tần của người dân nơi đây vun tưới. Các thiết chế văn hóa mới song hành cùng sự phát triển đời sống văn hóa cơ sở đã tạo nên một Vân Tường cổ kính, lại văn minh, bình yên sau lũy tre làng. Năm 2003, Vân Tường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị công nhận là làng văn hóa. 5 năm liền, từ năm 2014 đến năm 2018, là một trong 44 đơn vị thôn bản, cơ quan hành chính, sự nghiệp đã được tỉnh Quảng Trị công nhận là đơn vị văn hóa xuất sắc. Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó và đức tính không cam chịu đói nghèo, kế thừa từ cha ông ngày xưa đi mở đất. Đặc biệt là qua 30 năm từ ngày tỉnh Quảng Trị được lập lại cho đến nay, cùng với cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, người dân Vân Tường đã đồng lòng, đồng sức cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thì từ khi có chủ trương trên phê duyệt để làm điểm xây dựng nông thôn mới, thì qua sự lãnh đạo của chi bộ, thì ban điều hành thôn tổ chức họp ban chấp hành các đoàn thể, từ đó thống nhất các cái chỉ tiêu công việc, lựa chọn những công việc nào làm trước làm sau, và từ đó đến thống nhất họp đưa qua họp dân và được sự nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân, thì ban điều hành thôn đã chỉ đạo là tất cả các công việc từ thiết chế văn hóa cho đến xây dựng các cơ sở hạ tầng, cho đến nay là đường xã
mở rộng khang trang, bê tông từ nông thôn cho đến ra đồng ruộng, đảm bảo thuận tiện cho bà con đi lại và canh tác. Rồi từ đó làm cái một bước tiếp cho cái đời sống văn hóa được nâng lên. Về phân tường hôm nay, đi trên những trầm tích văn hóa đang trầm mặc với bóng thời gian. Tuy nhiên chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nhận được trong cái im lặng của cổ kính đó là những lung linh không bụi mờ, là có những con người bình dị ở khuất sau lũy tre làng nhưng đã góp phần tạo dựng nên văn hiến của dân tộc, để cho thế hệ hôm nay chúng ta tự hào vì có những miền quê như thế.